mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác các chị các bạn sức khỏe giàu năng. Giấc này em vui với Thái đi ra quán Phi ăn. Cái quán này hồi trước đó là người ta bán trà sữa rồi cơm bò kho gì, giờ ta đổi lại bún nước lèo. Mình thấy như cái bún lèo hơi quay cái gì á, quán chuẩn bị sẵn rồi, mình có đặt hồi sớm. Thì chủ quán của mình đang làm đơn trước hay là mời trước? Em bán ở đây bún nước lèo hay quay, còn bán gì khác nữa em? Dạ, em bán trà sữa, trà tắc, trà đào thôi. Vậy hả? Có mình ơi, thì em không có làm. Ở rồi ông xã em đâu? Em mình... không có ông xã, anh ơi anh làm mai cho em đi. Dạ. Em dạ. Em vậy cho anh số điện thoại đi. Dạ. Số thoại số mấy? 0932 870 137. Cái này là bán hàng rau trên mạng không nè? Rồi ok. Đây. Qua lộ. Em cứ trang đi bình thường đi rồi ra số lượng nhiêu á anh em ăn được nhiêu ăn. Trang nước lèo lên. Quýt, tép, thịt heo quay, cá. Đó. Đây, chủ quán người ta đem ra bún nước lèo đã hấp dẫn luôn. 14 tô. Đó. Vậy chai thì chai giống gì chai gì chai đi rồi mình tính luôn. Thử ra thử ra. Thì mình giấm muốn nước lèo phải có giấm vô mới ngon. Giấm ớt vô mới ngon. Lấy thêm hũ khác cho thấy. Tính lại nhờ rồi. Nhờ chị chủ lấy giùm cho ăn cho nó ngon đó chứ. Dạ. Thôi được rồi. Rồi em ơi. Định nhờ lấy giấm hết chị chủ lấy giùm ăn cho nó ngon. Phải không? Người đẹp đấy ăn ngon lắm. Đây rồi à, chơi rồi hả? Nghe nói phải phải quá tin phải. Rồi, rồi xong ha. Bây giờ nói hai anh em ở đây. Thôi về căng trước đi, căng cho số lượng mình biết. Để lại lại với em trai. Bỏ căng lên, bỏ cái tô không lên giùm anh. 300g giá. Rồi bỏ bất cứ tô nào bỏ đại lên đây tô. À, 1kg tức là tô 700g, bỏ đại tô nào rồi bỏ đại thì giờ tao cái quán bắt hay không quá hay luôn, bán cái này thì mau giàu không, cái 1kg cái ký mốt rồi rồi 1kg bỏ bên anh Huy, anh Huy cái đây rồi rồi ký mốt bỏ thêm tô nào đại luôn, bỏ đại với đại tô nào cũng được, sao mình phải căng vậy, căng để em đặt tôi đời ký mốt rồi hết xưa đi ha. Bây giờ anh xơi đi. Một tô là 1 ký mốt nha mọi người. À, 1 ký mốt trừ cái tô 300g lên ga thì tức là còn 800g. Bây giờ nói hai anh em cái này. Cái số lượng á, hôm nay mình thế này. Số lượng thì quá nhiều, lỡ mình đặt quá nhiều mà bây giờ đó là cho anh em dễ thở, không cần uống nước. Ha. Một người 7 tô. Cái không à? Cái không, không uống nước. Còn. Ha. Cho anh em dễ thở chút xíu, cho nên bắt anh em uống hết nước này, số lượng quá nhiều. Một tô tính ra quân bình đi là một tô 800g. Bốn tô là 3.2 kg à. Tao có tính ra là 12kg á. Cả nước luôn á. Hôm nay lâu lâu mình xin xóa anh em chút xíu. Rất mong cô bác chị bạn thông cảm chứ không phải mình thi mà chừa nước. Hôm nay số lượng ở nhiều quá rồi. Bây giờ hai anh em đúng không? Hết nước luôn đi. Không không, hết nước nặng của mình. Hết nước tính ra một người tới 7kg luôn á. 6kg luôn á. Bây giờ tôi bay. Cầm đi hết trước là được 2 triệu ha. Thua, không có tiền. Nhưng mà đồng hồ á là mình chỉ bấm chơi thôi để cho biết chạy anh em ăn bao nhiêu phút thôi ha. Có gờ lấy động lực gì không? Rồi bỏ rồi cho anh đây Tung. Không không tính thời gian nha. Phải qua đồng hồ để cho nó chạy chơi thôi. Để cho quá chị bạn xem là biết anh em ăn bao nhiêu phút ha. Không có căng lại hả? Không, không có căng á. Tại vì trừ nước là không có căng lại á. Hai anh em hiểu không? Rồi. Rồi chuẩn bị nha. Tung. 1 2 3 lụm. Nhanh ngoại.
Sơn đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng bún lúc lèo với hai anh em của mình. Chút lèo mắm thì buộc phải có rùi.
2 tô. Chủ quán nói bán bún nước lèo rau nhiều mới ngon. Mấy bạn này rau nhiều thì sâu nhiều quá. Đúng rồi, cái đấy. Đúng rồi, nước lèo phải có rau nhiều mới ngon. Người ta một người ta ngon nhiều rau nhiều ngon là một tô hai tô. Đúng rồi, gán ăn hết hai tô. Phải hả? Hai bạn ngang nhau chưa, mình thấy chưa phân thân đại có lại từ sau mới phân được người nào nhỉnh hơn là chưa. Em quay giật lên nè. Vì có cái hơi của em anh ăn ngon nha, anh ăn lẹ. Câu cuối cùng là tôi quyết định. Quá hay luôn. Đây là sơn nổi tiếng nhất cầu quan Trà Vinh của mình đây nha. Cây cắn hai anh em biết này bởi nó là ngang ngang nhau. Quá dữ luôn. Yep.
thấy là siết 20 con em trai. 20 con em ơi. Quá đẹp quá rồi. Thôi đêm. Thôi còn ít. Hai anh em ăn cũng vớt bún mình thấy rất là sạch. Chứ nói mà ấy còn bốn con trâu thì không hợp lại. Thôi mình mới phá. Ăn thì vớt sạch luôn. Ok. Thời gian là 16 phút. Quá hay. Ok, bà thưởng anh. À, Hương cho anh hỏi cái Hương, cái tô bún nước lèo vậy em bán một tô nhiêu Hương? Cảm ơn. 20k. Vụ gần gần đây em có ship không? Dạ, nếu mà gần thì em ship, còn xa quá à, tại vì em không ship được. Không có lên hả? Chừng nào có con xã thì rồi em phải làm tiếp đó. Ok. À, cái, anh quay giờ hỏi người thật tới ăn nè, anh quay ăn cái bún này, anh cảm nhận nó sao anh Huy? Ngon hả? Rồi, anh ăn một tô nữa. Một tô nữa? Thôi thua. Bây giờ rất nhiều bạn hứa là sẽ tô nữa ăn được. Cô bác chị bạn ở khu vực cầu suối này thì lại quán Hương ăn thử một lần thử cho biết. Tại vì anh em nói là ngon, mình cũng chưa ăn mình cũng chưa biết, nhưng mà anh em nói ăn anh em nói ngon, nhưng mà mỗi một tô thì chỉ có 20k thôi. Em quay rồi. Em quay. Rẻ. Em quay tô thì nó thành tô khá rồi. Có tô 20k vậy là rẻ đó, thôi ăn được ha. Ok, tiền anh hai đem lấy hết không? Dạ. Bây giờ mình về. Dạ thôi. Ba anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, dồi dào. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.